Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin Phật sự 20 giờ hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Olay TV. Chương trình được phát vào lúc 20 giờ tối các ngày trong tuần và phát lại vào 10 giờ sáng ngày hôm sau. Thưa quý vị, sau đây là những tin tức đáng chú ý có trong bản tin hôm nay, thứ Tư ngày 15 tháng 1 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và chúc Tết Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh, Phật giáo các tỉnh chúc Tết Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Long An, lãnh đạo tỉnh ủy thăm và chúc Tết Ban Trị sự Phật giáo Long An. Cao Bằng, Ban Trị sự tỉnh tổng kết Phật sự năm 2019 và triển khai công tác Phật sự năm 2020. Kiên Giang động thổ xây dựng chánh điện và an vị tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa Giác Đạo. Tiền Giang, Phật giáo tỉnh tặng quà cho bà con vui xuân đón Tết. Thưa quý vị, chiều qua ngày 14 tháng 1 nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm chúc Tết Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đón tiếp phái đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhân dịp năm mới, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao uy tín, công lao của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong năm qua, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức tốt các mặt hoạt động Phật sự, thế sự, vận động, hướng dẫn Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do mặt trận phát động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng vui mừng khi nhìn thấy Đức Pháp Chủ, bậc cao tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn mạnh khỏe, tường minh. Ông khẳng định, trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đức Pháp Chủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong không khí mừng xuân mới, ông Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc sức khỏe, trường thọ đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, đồng thời gửi tới toàn thể Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni Phật tử trong và ngoài nước một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Nhân dịp này, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã trao tặng Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cuốn sách Phật Tổ Tam Kinh, cuốn sách do Tổ đình Viên Minh và Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam biên tập. Thưa quý vị, vừa qua tại Văn phòng 2 Trung ương, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Phật giáo các tỉnh thành, các ban ngành và Ban Trị sự tỉnh Hậu Giang cũng đã đến thăm và chúc Tết Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày 15 tháng 1 năm 2020, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu và Bến Tre thăm và chúc Tết Chư Tôn Đức Giáo phẩm Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng 2 Trung ương, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đoàn Phật giáo Bạc Liêu có Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Tăng sự Trung ương, Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương, cùng Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Văn phòng 2 Trung ương. Đoàn Ban Trị sự tỉnh Bạc Liêu do Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu làm trưởng đoàn, cùng Chư Tôn Đức Tăng trong đoàn. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thể hiện lòng tri ân của Phật giáo tỉnh nhà trong nhiều năm qua, dưới sự hỗ trợ của Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Trị sự, Phật giáo tỉnh Bạc Liêu, Hòa thượng Thích Huệ Trí, đại diện đoàn kính dâng lời chúc mừng đến Chư Tôn Đức Giáo phẩm, chào đón năm mới thành công trong mọi Phật sự. Cùng ngày, Đoàn Giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre do Hòa thượng Thích Nhật Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre làm trưởng đoàn, cùng đi có các thành viên trong đoàn. Hòa thượng Thích Nhật Tấn gửi lời tri ân đến Chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự đã hỗ trợ nhiệt tình các công tác Phật sự của tỉnh Bến Tre trong những năm qua và gửi lời chúc mừng khánh tuế Chư Tôn Đức có một mùa xuân mới vô lượng cát tường. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Thượng tọa Thích Thiện Thống cũng gửi lời chúc Tết đến các đoàn cùng toàn thể Phật tử được nhiều thành tựu Phật sự cho năm tới và hướng trọn mùa xuân Canh Tý 2020. Dịp này, chư vị của các đoàn có những phần quà trao tặng trong ngày đầu xuân và chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Tiếp đó, Đoàn Giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre đến chùa Minh Đạo kính mừng khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự năm mới Pháp thể An Khương vô lượng cát tường. Nơi đây, Hòa thượng Thích Nhật Tấn cũng bạch trình đến Hòa thượng Chủ tịch
những thành tựu mà Phật giáo Bến Tre đã đạt được là nhờ sự quan tâm của Chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự và đặc biệt là Hòa Thượng Chủ tịch đã nhiệt tình hỗ trợ cho Phật giáo Bến Tre được phát triển như ngày hôm nay. Hòa Thượng Chủ tịch động viên toàn thể Chư Tôn Đức, Ban Thường trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng toàn thể tín đồ Phật tử cố gắng phát huy vai trò nhiệm vụ mà Trung ương Giáo hội tin tưởng giao phó. Hòa Thượng cũng có lời chúc mừng đến chính quyền tỉnh Bến Tre đã hỗ trợ cho Phật giáo tỉnh nhà các công tác Phật sự trong năm qua. Dịp này, Hòa Thượng có những phần quà lưu niệm trong ngày xuân và những lời chúc mừng năm mới an lạc, hạnh phúc. Ngày 13 tháng 1 năm 2020, các ban ngành tỉnh thành đã tổ chức đến thăm và chúc Tết Chư Tôn Đức Giáo phẩm Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng 2 Trung ương, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đoàn có Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự Trung ương; Hòa Thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế Trung ương; Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương; Hòa Thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, cùng Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Văn phòng 2 Trung ương, Đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn; Đoàn Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai do ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn; Đoàn Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Văn Trung, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn, cùng các thành viên viên chức trong các ban ngành đồng tham dự. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đại diện các đoàn gửi lời chúc mừng đến Chư Tôn Đức Trung ương Giáo hội, Hội đồng Trị sự các cấp lời chúc sức khỏe. Thay mặt Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Hòa Thượng Thích Huệ Thông chân thành ghi nhận sự quan tâm của lãnh đạo ban ngành các tỉnh thành và mong muốn trong thời gian tới, các hoạt động Phật sự của giáo hội tại các tỉnh thành đều được các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ tích cực nhằm thể hiện đúng với tinh thần chung đạo Pháp dân tộc. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc sắp đến, Hòa Thượng chúc các ban ngành cùng toàn thể người thân, gia đình có nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Dịp này, các phái đoàn cũng có những phần quà trao tặng trong ngày đầu xuân và chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Ngày 13 tháng 1 năm 2020, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang thăm và chúc Tết Chư Tôn Đức Giáo phẩm Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng 2 Trung ương, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Hiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương; Hòa Thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương, cùng Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Văn phòng 2 Trung ương. Đoàn Ban Trị sự tỉnh Hậu Giang do Hòa Thượng Thích Giác Dầu, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang làm trưởng đoàn, cùng Chư Tôn Đức Tăng trong đoàn. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc thể hiện lòng tri ân của Phật giáo tỉnh nhà trong nhiều năm qua, dưới sự hỗ trợ của Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang, Hòa Thượng Thích Giác Dầu, đại diện đoàn kính dâng lời chúc mừng đến Chư Tôn Đức Giáo phẩm chào đón năm mới thành công trong mọi phật sự. Thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Thiện Thống cũng gửi lời chúc Tết đến Đoàn Ban Trị sự tỉnh Hậu Giang cùng các huyện thị có một năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu mọi phật sự của Giáo hội Phật giáo tỉnh Hậu Giang trong năm tới. Dịp này, chư vị của hai đoàn cũng đã có những phần quà trao tặng trong ngày đầu xuân và chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Chuyển sang phần tin tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi tin tức lãnh đạo tỉnh Long An thăm và chúc Tết Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Trước thềm xuân Canh Tý, ngày 14 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, lãnh đạo chính quyền tỉnh ủy tỉnh Long An do ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy tỉnh Long An làm trưởng đoàn, đã đến Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An, chùa Thiên Châu, đường Huỳnh Văn Nhất, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An, thăm và chúc Tết Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Đại diện Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An có Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An; Đại đức Tích Lệ Duyên, Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Nơi đây, ông Nguyễn Văn Được đã báo cáo sơ lược những thành tựu của tỉnh Long An đạt được trong năm 2019. Theo đó, Phật giáo tỉnh Long An xây dựng được 200 cây cầu, đồng hành cùng các chương trình bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng đồ nhựa,
chung tay chăm lo người nghèo, góp sức xây dựng chương trình nông thôn mới, chung tay chăm lo các em cơ nhỡ, các hoàn cảnh khó khăn, người có công cách mạng và người già neo đơn. Ông cũng thay mặt Tỉnh ủy các cấp và đồng bào nhân dân trân trọng ghi nhận sự đóng góp rất lớn của Phật giáo trong những thành quả đạt được đó và chúc chư tôn đức an lạc và tiếp tục phát huy truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Hòa thượng Thích Minh Thiện đã ghi nhận việc lãnh đạo chính quyền tỉnh rất quan tâm những đóng góp Phật giáo cho đồng bào nhân dân và đồng hành với chính quyền. Hòa thượng cũng nêu lên một số thành quả của Phật giáo tỉnh Long An và thông qua phương hướng hoạt động trong năm Canh Tý sắp tới. Hòa thượng cũng mong lãnh đạo chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho các công tác Phật sự tỉnh nhà ngày một hanh thông nhằm phát huy tinh thần đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Hòa thượng cũng gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn tỉnh được an vui hạnh phúc khi Tết Canh Tý sắp đến. Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 19 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, tại chùa Phố Cũ, phường Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Buổi lễ diễn ra dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Đại đức Thích Thanh Đường, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Đại đức Thích Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng, cùng với sự tham dự của chư tôn đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng, các thành viên cư sĩ Phật tử, Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã về tham dự chung. Về phía khách mời có sự hiện diện của bà Phạm Thị Hẹn, Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo tỉnh Cao Bằng, bà Nông Thị Trầm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, bà Đặng Thị Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, ông Linh Quang Luân, Phó Trưởng phòng Nội chính cùng các cấp chính quyền đã về tham dự chung. Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết, trong năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cơ quan chức năng các cấp của tỉnh. Đồng thời, tăng ni Phật tử trong tỉnh luôn luôn đồng tâm hiệp lực, nhiệt tình ủng hộ tạo nên những thuận duyên trong hoạt động, giúp cho công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà trong năm qua đạt được những kết quả tốt đẹp. Tại đây, Đại đức Thích Thanh Hải đã thông qua bản báo cáo tại hội nghị, qua đó cho biết, tăng ni trên địa bàn tỉnh sinh hoạt ổn định, việc tiếp nhận suy cử tăng ni đã được thực hiện theo đúng quy định hiến chương của giáo hội và pháp luật của nhà nước. Ban trị sự có 28 vị ủy viên, trong đó suy cử 11 ủy viên, ban thường trực ban trị sự hoạt động theo quy định của các ban chuyên môn của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công tác văn phòng luôn kịp thời tiếp nhận tất cả các công văn từ Trung ương, ổn định tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử, tạo điều kiện lập trường hạ an cư. Tổng số chùa hiện nay trong tỉnh có 9 ngôi chùa, trong đó có 1 ngôi chùa được công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 4 ngôi được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Thực hiện theo phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội, hướng dẫn bà con Phật tử thực hiện, chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, vận động hướng dẫn các Phật tử xa lìa hủ tục mê tín dị đoan. Trong các ngày lễ hội truyền thống, tăng ni và Phật tử tỉnh nhà luôn được nghe chư tôn hòa thượng, thượng tọa thuyết giảng như trong đại lễ Phật đản hàng năm, lễ quy y Tam Bảo, mùa Vu Lan báo hiếu, tuyên truyền con đường chính tín của đạo Phật, kêu gọi các Phật tử tham gia tích cực các phong trào chung của địa phương, giữ gìn ổn định an ninh chính trị ở mỗi khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa mới. Trên tinh thần dấn thân nhập đạo, vào các ngày lễ lớn trong năm, Hòa thượng trưởng ban và thượng tọa phó ban thường trực đã quy y cho hàng trăm Phật tử tại chùa Phố Cũ và chùa Đống Lân, thành phố Cao Bằng. Công tác từ thiện xã hội là những hoạt động đạo đức mang tính tích cực và đượm nét từ bi cứu khổ của đạo Phật, là một trong những công tác trọng tâm của giáo hội. Vì thế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã hoạt động tích cực theo chương trình phát động của nhà nước, của tỉnh cũng như của giáo hội. Cụ thể là tham gia xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tranh vách đất, tham gia quỹ đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo cô đơn không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc màu da cam, các cháu học sinh nghèo vượt khó, thiên tai bão lũ. Phát biểu tại hội nghị, bà Đặng Thị Duyên mong rằng trong thời gian tới, Phật giáo Cao Bằng hãy kế thừa và phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được, truyền bá trí tuệ đạo đức tốt đẹp của đạo Phật, tinh thần yêu nước của đồng bào đến Phật tử trong tỉnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, chăm lo việc đạo, làm trọn việc đời, thực hiện đúng phương châm đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề ra. Nối tiếp truyền thống của Phật giáo Việt Nam, trên con đường xây dựng và phát triển, Phật giáo tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều thành tựu cả về số lượng và chất lượng.
Đặc biệt trong năm 2020, với tinh thần từ bi cứu khổ cứu nạn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã tặng cho người nghèo tỉnh Cao Bằng 3.600 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng, góp phần hỗ trợ chính quyền các cấp trong việc thực hiện tốt công tác an sinh và đảm bảo an toàn xã hội, chung tay xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng phát triển giàu đẹp. Sáng ngày 12 tháng 1 năm 2020, tại chùa Vũ Quang 459 Hùng Vương, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020. Quang Lâm chứng minh có chư Hòa Thượng thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội, Hòa Thượng Thích Chân Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và chư Tôn Đức các ban ngành huyện thị thành phố, trụ trì các tự viện cùng các cấp chính quyền mặt trận tỉnh Đồng Tháp, thành phố Sa Đéc đồng về tham dự. Tại hội nghị, Ban trị sự tỉnh Đồng Tháp đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019. Các đại biểu cùng đóng góp và thống nhất phương hướng hoạt động Phật sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong năm tới. Qua báo cáo trong năm, Thường trực Ban trị sự cũng đã xét duyệt hồ sơ và giới thiệu cho Tăng Ni thuyên chuyển tu học, tham gia các khóa học, thọ giới, tham dự khóa tập huấn truyền thông tại Kiên Giang, Long An và khóa Hoằng Pháp tại Lâm Đồng. Trong năm qua, Ban trị sự tỉnh đã có nhiều thành tựu nổi bật ở các ban, đặc biệt là công tác từ thiện an sinh xã hội với số tiền gần 28 tỷ 500 triệu đồng. Hội nghị cũng đã biểu dương khen thưởng cho tập thể cá nhân đã thể hiện tốt giới phẩm tu học và nhiệt tâm đóng góp thành công trong các Phật sự mà giáo hội giao phó. Ông Châu Thanh Tài, trưởng phòng tôn giáo Ban Nhân vận tỉnh, phát biểu chúc mừng những thành tựu của Phật giáo tỉnh nhà với sự đoàn kết và đồng hành của Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cùng với các cơ quan ban ngành tỉnh sẽ làm kinh tế, xã hội và đời sống văn hóa tại địa phương ngày một được nâng cao. Hòa Thượng Thích Nhật Quang, ban đạo từ tại buổi lễ và nhắc nhở những công việc chưa thực hiện trong năm 2019 và động viên tăng ni tỉnh nhà cố gắng thực hiện tốt trong năm mới. Hòa Thượng cũng gửi lời chúc mừng Xuân Canh Tý, an lạc, kiết tường đến với các đại biểu tại hội nghị. Hội Đỗ Duyên Lành sáng ngày 11 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 17 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, Đại Đức Thích Tâm Minh, trụ trì Chùa Giác Đạo đã trang nghiêm cử hành lễ động thổ, xây dựng chánh điện và an vị tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tại Chùa Giác Đạo, ấp An Thành, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Chứng minh tham dự có chư Tôn Đức Hòa Thượng Thích Huyền Thông, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trưởng ban trụ trì Chùa Giác Đạo, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Thượng tọa Thích Minh Hiệp, Ủy viên Ban trị sự tỉnh, Phó ban kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Thượng tọa Thích Thiện Nhật, trưởng ban kiểm tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện An Minh, Ni sư Thích Nữ Như Huệ, Phó phân ban địa giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Danh Lắm, trưởng ban tôn giáo tỉnh, bà Lưu Việt Hồng, trưởng phòng nội vụ huyện và các cấp lãnh đạo địa phương, các quan khách cùng các Phật tử đạo tràng từ các chùa trong tỉnh đồng về tham dự. Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Huyền Thông cảm ơn các cấp giáo hội, chính quyền địa phương và bà con tạo điều kiện giúp đỡ ủng hộ để hôm nay thành lập được ngôi chùa cho các tăng chúng Phật tử có nơi tu học và thực hiện các công tác Phật sự. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Tâm Minh, Phó ban trụ trì Chùa Giác Đạo đã báo cáo tiến trình xây dựng chùa. Chùa Giác Đạo thời gian dự kiến xây dựng là 4 năm. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 4,5 tỷ đồng. Trong thời gian qua, các Phật tử địa phương, các mạnh thường quân xa gần đã phát tâm ủng hộ cúng dường, mong công trình hoàn thiện sớm nhất. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn tán thán và hoan hỷ chúc mừng Đại Đức Thích Tâm Minh đã khởi công xây dựng lại ngôi chánh điện. Thượng tọa cũng kêu gọi chư Tôn Đức Tăng Ni các Phật tử mạnh thường quân hoan hỷ cùng chung tay chia sẻ ủng hộ giúp đỡ để việc xây dựng chùa diễn ra thuận lợi, nhanh chóng hoàn thành để làm phương tiện cho tăng chúng Phật tử gần xa đến đây tu tập. Trong nghi thức buổi lễ, Tôn Đức Tăng Ni sái tịnh đầu thổ đặt đá xây dựng chánh điện và an vị tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, tại Tổ đình Phước Lâm, xã Phú Nhuận, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, trang nghiêm cử hành lễ tạo tháp tưởng niệm lịch đại tổ sư Khai Sơn truyền giáo và trao tặng hơn 200 phần quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tổ đình Phước Lâm, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni thuộc Tông Phong trang nghiêm cử hành nghi thức tạo tháp. Tại buổi lễ, toàn thể đạo tràng nguyện hương đảnh lễ chư Tổ và kinh hành niệm Phật nhiễu tháp, tưởng niệm công đức lịch đại tiền bối tổ sư đã dày công kiến tạo, trung hưng ngôi Phạm Vũ Phước Lâm để hàng hậu học có nơi trang nghiêm tu tập và hành đạo. Dịp này, Thượng tọa trụ trì đã vận động quý Phật tử, các nhà hảo tâm
tổ chức trao tặng hơn 200 phần quà Tết với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng đến bà con có hoàn cảnh khó khăn để vui xuân đón Tết. Buổi tặng quà có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành xã Phú Nhuận tham dự. Thượng tọa Thích Phước Nghiêm có lời động viên đến bà con, khuyên bà con cố gắng tu tập, siêng làm lành lánh dữ để tạo nhiều phúc lạc trong cuộc sống. Thượng tọa cũng gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã phát tâm hỗ trợ nhằm mang niềm vui đến với những mảnh đời bất hạnh và chúc mọi người được nhiều an vui và thành đạt trong năm mới. Trong không khí chào đón Tết cổ truyền Xuân Canh Tý 2020 đang đến gần, nhiều chùa, tự viện và các tổ chức liên tục thực hiện các chương trình từ thiện đầy ý nghĩa nhân dịp xuân về. Vừa qua tại tỉnh Tiền Giang, Long An và Bến Tre đã diễn ra chương trình trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Ngày 14 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 17 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, Ban trị sự và Ban thực hiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tổ chức trao tặng trên 2.000 phần quà xuân đến bà con có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, thị xã Gò Công và thành phố Mỹ Tho. Đoàn 1 do Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, đi đến các xã Sông Bình, Long Bình Điền, Bình Ninh và Hòa Định thuộc huyện Chợ Gạo, xã Vĩnh Hữu, Long Bình và Long Vĩnh thuộc huyện Gò Công Tây. Đoàn đã trao tặng 650 phần quà, mỗi phần gồm 400.000 đồng tiền mặt. Đoàn 2 do Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó trưởng Ban trị sự, Trưởng Ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, đến các xã Bình Xuân, Bình Đông và Tân Trung thuộc thị xã Gò Công, Tân Hòa, Tân Thành và Phước Trung thuộc huyện Gò Công Đông. Đoàn trao tặng 600 phần quà. Riêng tại thành phố Mỹ Tho, đoàn 2 đã trao tặng hơn 1.000 phần, mỗi phần có trị giá 400.000 đồng tiền mặt. Tại các điểm đến, các phái đoàn cũng được sự đón tiếp nhiệt tình của đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương. Trước khi trao tặng quà, Chư Tôn Đức trưởng đoàn đã thay mặt cho Tăng Ni và Phật tử trong toàn tỉnh, gửi lời chúc sức khỏe đến bà con nhân dân, chúc bà con hưởng mùa xuân Canh Tý thật an vui và hạnh phúc. Dịp này, lãnh đạo Phật giáo tỉnh cũng gửi lời chúc mừng năm mới thành công và thuận lợi đến toàn thể quý vị lãnh đạo chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Tổng trị giá các phần quà xuân năm nay, Ban trị sự và Ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang gửi tặng đến bà con là hơn 800 triệu đồng. Sáng ngày 13 tháng 1 năm 2020 nhằm ngày 19 tháng 12 năm Kỷ Hợi, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thành Hóa phối hợp với chính quyền địa phương xã Thủy Tây, huyện Thành Hóa, tỉnh Long An đã tổ chức khánh thành cầu giao thông nông thôn ấp 3. Tham dự buổi lễ có ni trưởng Thích Nữ Như Hương, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thành Hóa, trụ trì chùa Phố Hương, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng Nguyên, đại diện ban kiểm soát ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Thành Hóa, bà Nguyễn Thị Ngọc Phương, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Hóa cùng quý cấp lãnh đạo xã Thủy Tây và bà con nhân dân địa phương tham dự. Cầu ấp 3 được xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều dài 21m, ngang 3m, tải trọng 1,5 tấn, tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông quận 1 thành phố Hồ Chí Minh tài trợ gần 110 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp. Cầu được đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần đưa giao thông nông thôn ngày thêm khởi sắc. Dịp này, ni trưởng Thích Nữ Như Hương và quý Phật tử trong đoàn trao tặng 100 phần quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở xã Thủy Tây, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng. Sáng ngày 13 tháng 1 năm 2020, nhóm từ thiện phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng ngân hàng ACB-TTC đã đến thăm và trao quà từ thiện cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, trao nhà tình nghĩa và thăm hỏi bà mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Bến Tre. Đoàn đến xã Tân Mỹ, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, trao tặng căn nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng cho gia đình của anh Nguyễn Văn Cường. Buổi lễ có sự tham dự của chính quyền địa phương và đông đảo bà con đến chia vui. Thay mặt cho các nhà hảo tâm, bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đã có lời động viên và chúc gia đình năm mới vui vẻ, hạnh phúc, cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Ông Nguyễn Công Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Mỹ, có lời cảm ơn cùng những lời chúc tốt đẹp đến đoàn thiện nguyện. Trưa cùng ngày, đoàn đã đến xã Lương Phú trao tặng 418 phần quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách, mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng. Thay mặt Ủy ban Nhân dân xã, ông Đoàn Phương Tùng, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lương Phú đã gửi những lời chúc đến đoàn nhân dịp xuân về, Tết đến một năm hạnh phúc như ý. Cuối ngày, đoàn đã đến thăm và chúc Tết đến mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Trầm. Được biết, tổng số tiền cho chuyến từ thiện lần này là hơn 500 triệu đồng.
Thưa quý vị, chương trình Điểm tin hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online TV xin được kết thúc tại đây. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị an lạc trong chánh pháp và thành tựu mọi Phật sự. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.